Xin chào tất cả các bạn. Tiếp theo series của hướng dẫn dựng hình học của môn vẽ kỹ thuật thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức vẽ một hình elip. Chúng ta sẽ sử dụng là vẽ hình elip. Vẽ hình elip thì một trong những dụng cụ chúng ta cần có đó là cây thước cong. Đây là cây thước cong. Lát nữa chúng ta sẽ nói các điểm của hình elip dựa sử dụng cái bộ thước cong này. Thì nếu không có bộ thước cong này thì các bạn sẽ không thể nào vẽ được một cái hình elip hoàn chỉnh. Chúng ta lưu ý nha. Rồi, hình elip là gì? Đặc điểm của hình elip là chúng ta sẽ có đây là một hình elip nha. Và chúng ta sẽ có một trục dài và một trục ngắn hơn. Thì đây là hai thông số của một hình elip các bạn. Thì khi mà người ta muốn yêu cầu chúng ta vẽ hình elip nào thì nó sẽ có hai thông số này, tức là chiều dài của trục dài và chiều dài của trục ngắn, qua hai trục này sẽ vuông góc với nhau. Đó. Thì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vẽ. Thì để vẽ hình elip này chúng ta thấy rằng đây là một cái đường cong. Mà kể cả chúng ta đặt cái thước cong vào chúng ta cũng không thể nào vẽ được các đường này. Thì bắt buộc chúng ta phải xác định các điểm tương ứng trên cái đường cong này thì chúng ta mới có thể vẽ được cái đường cong này bằng thước cong. Tức là chúng ta không phải đặt cái thước cong từ điểm này qua điểm này chúng ta vẽ đại một đường thì nó sẽ ra, mà chúng ta phải xác định các điểm nhỏ trên đây thì tùy thuộc vào độ chính xác chúng ta có thể là vẽ các cái điểm đường cong khác nhau. Chúng ta lưu ý vấn đề này, tức là chẳng hạn như chúng ta lấy nhiều điểm hơn thì độ chính xác càng cao, chúng ta lấy ít điểm thì độ chính xác càng thấp nha. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ. Giả sử chúng ta sẽ có một vẽ hình elip có kích thước là 10 và 20, tức là trục dài của nó là 20 và trục ngắn của nó là 10. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ hai đường tròn. Chúng ta vẽ hai đường tròn có bán kính, có đường kính là 10 và một đường tròn khác đồng tâm nha, có bán kính là, có đường kính là 20. Và elip của chúng ta nó sẽ là một đường nằm trên, nằm trong hai đường tròn này. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ dựng hai trục của elip. Đây là trục ngắn, nó sẽ nằm ở đây ha, và trục dài nó sẽ nằm ở đây, rồi hai trục này một cái là có đường kính, có độ dài là 20, một cái có độ dài là 10. Thì chúng ta có được 4 đỉnh của elip, tức là chúng ta đã có 4 điểm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ các điểm khác. Để vẽ các điểm khác, các bạn cho mình, các bạn làm cho mình. Chúng ta sẽ chia một góc như vậy là thêm hai cái nữa nha. Chúng ta cũng sử dụng thước bình thường, chúng ta sẽ sử dụng thước bình thường để chúng ta vẽ. Và các bạn vẽ ra cho mình như thế này. Rồi, bài vẽ như thế này nha. Chúng ta sẽ ra được một cái, chia cái thằng này ra. Được chưa? Những đường này các bạn muốn có độ chính xác cao hơn thì chúng ta sẽ chia cái đường tròn ngoài này thành nhiều đường hơn, Rồi, để xác định các điểm của elip, chúng ta có 4 đỉnh thôi đúng không? Bây giờ xác định các điểm thì chúng ta sẽ sử dụng thước. Chúng ta sẽ sử dụng thước vẽ các đường song song như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một đường song song như thế này, chạm này ha, đường song song. Điểm này ra đây. Rồi. Tiếp tục, chúng ta sẽ
Vẽ một đường khác vuông góc như thế này. Như thế chúng ta sẽ xác định được một điểm. Mình sẽ xác định được một điểm. Rồi chúng ta cứ lặp lại, lặp đi lặp lại. Chúng ta điểm này chúng ta sẽ vẽ song song với trục trung nhờ. Và thằng này chúng ta sẽ vẽ song song với trục vành. Hai đường này sẽ cắt nhau tại một điểm và điểm đó chính là một điểm nằm trên elip mà chúng ta cần tìm nha. Một điểm nằm trên elip mà chúng ta cần tìm. Rồi chúng ta cứ tiếp tục thực hiện thao tác này lặp đi lặp lại nha. Chúng ta đầu tiên chúng ta nè lấy một điểm trong đường chân nhỏ vẽ song song, được chưa? Tiếp tục lấy một điểm trên đường chân lớn vẽ vuông góc với cái đường hồi nãy chúng ta mới vẽ nha. Chúng ta sẽ xác định ra một điểm mà điểm này lại nằm trên elip. Chúng ta sẽ lặp lại thao tác này, lặp lại thao tác này. Đây, vẽ ra một đường song song nha. Chúng ta lưu ý là đường này và đường này nó phải song song nhau. Tiếp tục từ cái điểm vòng tròn lớn chúng ta sẽ vẽ một đường ở đây, được chưa? Rồi chúng ta sẽ lặp lại thao tác này đến khi nào mà có đầy đủ các điểm mà chúng ta mong muốn. Cái công việc vẽ elip á, thực ra nó không phức tạp như nhiều bạn nghĩ, nó rất là dễ. Nhưng mà một số bạn thì do thiếu cố tính kiên nhẫn nên không thể thực hiện được. Ha, này chúng ta lấy một điểm từ vòng tròn nhỏ chúng ta vẽ, vẽ ra. Vẽ nhỏ như vậy nè. Và sau đó là chúng ta lại lấy một điểm cũng đường thẳng luôn ha, các bạn lưu ý ha, cũng phải nằm trên đường thẳng này. Vẽ từ điểm này ra đây. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ chấm được một điểm. Cái đỉnh giao nhau giữa hai đường này chính là cái điểm mà chúng ta cần tìm. Tiếp tục một điểm trong đường hầm nhỏ vẽ ra, sau đó là một điểm trên đường tròn lớn vẽ vuông góc xuống, được chưa? Rồi chúng ta sẽ thực hiện các thao tác tương ứng. Công việc này thì nó các bạn tinh ý, các bạn có thể vẽ một cái đường từ bên này qua bên này luôn là chúng ta vẫn có thể xác định một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng mà lưu ý ha, rồi vẽ từ trên đây chúng ta vẽ vuông góc xuống, vuông góc xuống. Rồi như vậy là chúng ta đã có các điểm của căn tem. Đây là giao nhau giữa các điểm này là các điểm căn tem. Để vẽ được đường cong, để vẽ được cái đường cong nối các điểm của elip này lại với nhau thì chúng ta phải sử dụng thước cong, được không? Đây, đây là bộ thước cong gồm 3 cây ha, bộ thước cong gồm 3 cây. Thì để vẽ thằng này thì chúng ta sẽ dựa vào bề cong của thước này chúng ta đặt làm sao mà đường cong chúng ta phải gà nhá, chúng ta phải gà dọc ở trên cái thước cong này. Làm sao mà nó đi qua được ba điểm, ba điểm, tức là ví dụ chẳng hạn mình lấy đoạn này thì nó phải đi qua được ba điểm trên này thì mới được nha. Chúng ta lưu ý là chúng ta không lấy được hai điểm mà chúng ta phải là tra trên đây. Công việc này cũng khá gọi là cực nha, nếu các bạn dễ tinh ý các bạn sẽ tra rất là nhanh, còn các bạn không dễ tinh ý các bạn phải gà gà hết trên đây, gà hết trên đây xem coi là nó là điểm nào, miễn làm sao đáp ứng một việc là nó phải đi qua được ba điểm, ba điểm mà chúng ta thực hiện để vẽ elip, ba điểm mà chúng ta thực hiện vẽ elip. Nó lưu ý ha, và các điểm đó đó là các điểm này nè, đây là một điểm ha, đây một điểm nha, đây một điểm. Thì chúng ta phải làm sao cho cái đường cong nó phải đi qua được ba điểm này và chúng ta nối tất cả các điểm đó lại với nhau thì chúng ta sẽ ra được hình elip. Đây nó thấy rằng là hai thằng này nó sẽ nằm trên một cái elip có bán kính tương ứng như chúng ta làm muốn vẽ. Bây giờ ở đây là cái elip mà chúng ta muốn vẽ, đây là cái elip mà chúng ta muốn vẽ, đây là cái elip chúng ta muốn vẽ. Bây giờ
Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta nối tất cả các điểm này lại thì nó là một cái elip. Nó là một cái elip. Đó. Thì để có độ chính xác lớn hơn thì chúng ta sẽ chia thành nhiều đường hơn nữa, thì chúng ta sẽ có nhiều điểm hơn, thì chúng ta sẽ dễ dàng vẽ hơn. Tất nhiên là thời gian vẽ sẽ lâu hơn. Nó thường thì mình sẽ chia đoạn này ra làm khoảng là 8 8 đường, 6 đến 8 đường như thế này thì chúng ta có thể vẽ được cái clip hoàn chỉnh. Ha, clip hoàn chỉnh. Thì điều mà chính nhất là điều kiện để chúng ta có thể vẽ được một cái clip như thế này thì chúng ta bắt buộc phải có thứ công. Chúng ta bắt buộc phải có thứ công. Nếu chúng ta không có thứ công thì chúng ta sẽ không vẽ được. Còn giả sử các bạn còn một cách khác nữa là các bạn sẽ chia thằng này ra làm nhiều điểm. Thì các bạn dùng tay các bạn nối lại, nhưng mà cái này thì chúng ta sẽ không đảm bảo được độ chính xác. Tức là nếu mà hai mẫu cách này gần nhau quá thì các bạn có thể nối lại, nhưng mà điều đó là sẽ không đảm bảo được chính xác nha, chúng ta lưu ý đó. Rồi đây là cái cách thức mà vẽ elip, dựng hình elip trong môn vẽ kỹ thuật. Các bạn nếu có thắc mắc gì thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ trả lời. Hy vọng rằng các bạn có thể thành công và qua được môn vẽ kỹ thuật. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Xin chào tạm biệt.